chị em và ông cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi nghe tin Đức Giêsu đã làm cho nhóm sa đốc phải câm miệng, thì những người Pha-ri-sêu họp nhau lại. Rồi một người thông luật trong nhóm hỏi Đức Giêsu để thử người rằng: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Đức Giêsu đáp: Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đó là điều răn trọng nhất và điều răn thứ nhất. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy: ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa anh chị em, trong kinh Đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn. Câu kết thúc như thế này: 10 điều răn ấy tóm về hai điều: trước kính mến một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự, sau lại yêu người như chính ta mình ta vậy. Amen. Sở dĩ 10 điều răn tóm lại trong hai điều ấy là do giáo huấn của Chúa Kitô mà chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng, khi Ngài bảo tất cả sách lề luật và ngôn sứ tùy thuộc vào hai điều răn: mến Chúa, yêu người. Ta cùng nhau nhìn lại đôi chút về trang sách Phúc Âm để từ đó rút ra bài học cho cuộc sống đức tin. Trước hết, nhà thông luật tức là tiến sĩ luật đã hỏi Đức Giêsu: Thưa Thầy, trong sách luật Mô-sê, điều răn nào là điều răn trọng nhất? Khi đặt ra cho Đức Giêsu câu hỏi đó, thì nhà thông luật vừa thách đố Đức Giêsu, vừa nói lên cái nỗi băn khoăn của dân Do Thái. Họ băn khoăn vì họ muốn tìm ra phương thế khả dĩ để có thể giữ trọn được lề luật. Thật vậy, luật Do Thái có đến 613 điều, bao gồm 365 điều cấm và 248 điều phải làm. Ấy vậy mà đối với họ thì lề luật diễn tả thánh nghi Thiên Chúa, cho nên điều luật nào cũng quan trọng, phải tuân giữ. Giữ 612 điều mà bỏ một điều thì xem như bỏ tất cả. Rốt cục lề luật nó trở nên gánh nặng chồng chất lên đôi vai của những người bé mọn. Thì đứng trước câu hỏi hóc búa này, Đức Giêsu đã tóm gọn lề luật trong hai điều, đó là mến Chúa, yêu người. Kỳ thực thì hai điều răn này đã được ghi chép từ lâu trong Cựu Ước. Điều răn mến Chúa ghi ở trong sách Đệ Nhị Luật, điều răn yêu người để ghi trong sách Lê Vi. Ai cũng biết. Thế nhưng khi Đức Giêsu rút hai điều này ra từ đám rừng lề luật và kết hợp cả hai lời với nhau, thì Ngài đã mặc cho chúng nét mới mẻ. Hỏi mới mẻ ở chỗ nào? Thưa, mới mẻ ở hai chỗ. Một là Đức Giêsu đã nâng cái việc yêu người nó lên ngang hàng việc mến Chúa. Đồng thời Ngài cho hai điều răn này tầm quan trọng ngang nhau. Rồi mới mẻ thứ hai, đó là Đức Giêsu đã gồm tóm tất cả lề luật và các ngôn sứ vào hai điều răn này. Ngài bảo tất cả luật Mô-sê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Có nghĩa là kể từ nay, ai tuân giữ hai điều răn mến Chúa, yêu người, nghĩa là tuân giữ tất cả lề luật.
Và cũng kể từ nay mọi lời nói, cử chỉ, hành động của con người phải lấy cái tình yêu làm cái động lực thúc đẩy và là cái tiêu chuẩn để lượng định mọi giá trị trong cuộc sống. Cả hai điều răn đó nó gắn chặt với nhau để làm nên căn tính của đời Kitô hữu. Chẳng khác nào hai cái động tác hít vào và thở ra của cùng một nhịp thở nhằm đem lại sự sống cho con người. Vậy thì họ làm thế nào để sống hai điều răn này trong đời mình? Trước hết là yêu mến Chúa. Kinh nghiệm cho thấy khi yêu thương ai, ta muốn tìm cách gặp gỡ, tâm sự, gắn bó với người ấy. Cha ông ta đã bảo yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Như vậy yêu mến Chúa là chuyên cần gặp gỡ, đối thoại với Chúa. Gặp gỡ Chúa qua cầu nguyện, qua việc lãnh nhận bí tích, và đặc biệt là tuân giữ lời Chúa trong cuộc sống. Phần Hallelujah ta vừa cùng nhau hát, Chúa Giêsu đã nói rất rõ: ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy và Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Như vậy yêu mến Chúa là tuân giữ lời Ngài, tuân giữ thúc đẩy ta yêu mến. Và yêu mến là bằng cái chắc chắn của việc tuân giữ. Rồi thứ đến là yêu thương anh em. Kinh nghiệm của chúng ta có kinh thương người có 14 mối, thương xác 7 mối, thương linh hồn 7 mối. Cái kinh thương người đó đã vạch rõ ra cho chúng ta thế nào là những cái động tác để biểu lộ yêu thương anh em thực sự. Như vậy thì yêu mến nó không chỉ là trên đầu môi chót lưỡi, nhưng yêu nó chính là miệng nói tay làm. Những việc làm cụ thể nó có giá trị hơn là những lời nói suông. Cho nên con đường dài nhất là con đường nó đi từ trái tim đến đôi tay. Và Đức Giêsu muốn chúng ta đi trên con đường đó. Cuối cùng thưa anh chị em, một khi ta thực thi nghiêm chỉnh hay điều răn mến Chúa yêu người, thì chính cái đời sống Kitô hữu nó sẽ trở thành cái lời rao giảng sống động, có khả năng thuyết phục con người hôm nay. Con người ngày hôm nay họ trọng cái tâm hơn là cái lý. Người ta muốn nhìn tận mắt hơn là chỉ nghe suông bằng tai. Do đó cái đời sống chứng tá lại càng trở nên quan trọng đối với con người hiện đại. Lịch sử giáo hội Việt Nam kể lể rằng khi hạt giống tin mừng bắt đầu được reo gieo trồng tại thủ đô Thăng Long thì đã hình thành cái cộng đồng Kitô hữu nhỏ bé. Những anh em lương dân chung quanh không biết những người này theo cái đạo gì, nhưng qua cung cách sống tốt lành của những Kitô hữu Việt Nam tiên khởi, họ bảo nhau rằng những người này họ theo đạo thương nhau. Vâng thưa anh chị em, chính cái danh xưng đạo thương nhau đó đã lôi cuốn nhiều lương dân tin vào Đức Kitô. Và thể hỏi rằng cái cung cách sống của người Kitô hữu chúng ta có giúp cho anh em lương dân nhận biết chúng ta theo đạo thương nhau hay không? Tóm lại thưa anh chị em, tình yêu đích thực đối với Thiên Chúa thúc đẩy tôi hướng tới anh em. Và tình yêu đối với anh em lại đòi hỏi tôi phải quay trở về với Thiên Chúa, nguồn mạch tình yêu để kiến múc sức mạnh, ngõ hầu tiếp tục trao hiến. Nó chính là cái nhịp sống bình thường của người Kitô hữu, luôn chịu đong đưa giữa hai thứ tình yêu. Nhưng chính cái đong đưa đó nó làm cho trái tim tôi dần dần mở ra và trở nên giống trái tim Chúa Giêsu trên thập giá. Trong thánh lễ chiều nay, ta xin Chúa uốn nắn trái tim nó còn lạnh lùng vô cảm của chúng ta nên giống trái tim Chúa, để ta biết thể hiện lòng mến Chúa yêu người. Và như vậy
là ta đang góp phần vào sứ vụ loan báo tin mừng của giáo hội giữa lòng thế giới hôm nay. Amen.